đầy đủ của nó là phải là hệ thống chút đúng kết thắt rồi vậy ta biết đầy đủ luôn biết đầy đủ. Tôi nói anh biết cái này biết chính trị thì sao không những tôi thích mà còn lãnh đạo thích, cái lãnh đạo nó thích nó mới quan trọng, nhưng mà thì chúng ta thích nhau thì chuyện bình thường chính trị. Vào Huế gặp nhà thư pháp Sài Gòn, nhà thư pháp Sài Gòn vẫn luôn luôn nhớ Hải Phòng và vẫn biết được hình ảnh Hải Phòng là Hải Phòng trung dũng quyết thắng. Nhà thư pháp đâu phải chỉ nghệ thuật, đấy, nghệ thuật phục vụ quần chúng, phục vụ nhân sinh, phục vụ xây dựng đất nước. Vâng vâng, cảm ơn bác. Bác Hồ nói là đi lâu lắm không làm được thơ, khi làm thơ thì thế bây giờ như thế này thế bí vẩn, thế bây giờ tự nhiên em làm bài thơ thế thì vừa mới làm cái tự nhiên thì bốc nghe vần thắng vút lên cao đấy, cứ thắng vút lên. Vậy đâu không đề tặng ha bác, tôi đề chính tặng tôi không có đề tặng. Dạ thì có chuyện đề Sài Gòn học hết thì cũng hết rồi. Dạ. Sài Gòn, Huế. Hải Phòng. Hải Phòng. Tháng 5 2010. Cảm ơn bác Lê Tiên Lý rất là nhiều, hy vọng sẽ có dịp gặp bác ở tại Hải Phòng. Hello, hello.